Những cuộc thi danh giá nhất thế giới, những giải thưởng đắt giá nhất hành tinh, cùng những sự kiện văn hóa nổi bật trên khắp các châu lục trong năm 2007. Tất cả sẽ được hội tụ trên kênh VTC4 của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC, phát sóng liên tục từ 6 giờ đến 24 giờ hàng ngày. VTC4, giai điệu của cuộc sống. Với quang cảnh của thủ đô Praha, người ta có thể dễ dàng nhận ra thấp thoáng đâu đó bóng dáng của Venice, London. Và với bối cảnh của bộ phim Song Bạc Hoàng Gia, người ta khó có thể biết rằng nó chính là bối cảnh trong Miami Vice. Loạt phim về Điệp viên 007 chính là một trong những bộ phim cần sự thể hiện rõ nhất bối cảnh của châu Âu. Do vậy, người ta dễ dàng có được Praha như một sự lựa chọn lý tưởng. Barbara Streisand lần đầu tiên đến Praha vào năm 1983 khi bà thực hiện bộ phim đầu tay của mình mang tên Yelt. Trời. Nhưng việc quan tâm tìm hiểu những thông tin liên quan đến mưa nắng lại là chuyện không của riêng ai. Vấn đề là giữa biển thông tin liên quan đến thời tiết hàng ngày, nhu cầu của mọi người lại không hoàn toàn giống nhau. Hãy gọi cho chúng tôi theo số điện thoại 636-6425, số máy lẻ 407, hoặc gửi thư tại địa chỉ vtc1a.vtc.vn và cho chúng tôi biết những thông tin bạn muốn nhận được trong các bản tin thời tiết hàng ngày. Chúng tôi sẽ tổng hợp và truyền tải một cách đầy đủ, chân thực, cập nhật nhất trong hệ thống 4 bản tin dự báo thời tiết được phát sóng hàng ngày sẽ được ra mắt trên kênh tổng hợp VTC1. Hãy gọi theo số 636-6425, số máy lẻ 407 hoặc email về địa chỉ vtc1a.vtc.vn để nhận được những thông tin bổ ích nhất cho chính bạn trong các bản tin thời tiết hoàn toàn mới của chúng tôi. Trang phục nó thuận tiện cho mình. Một chương trình với nội dung phong phú, hấp dẫn, xoay quanh chủ đề thời trang, làm đẹp, phong cách, lối sống. Xu hướng mới với những bộ sưu tập thời trang, những mẫu thiết kế mới nhất. Gặp gỡ những nhân vật có phong cách thời trang đẹp. Tìm hiểu về thẩm mỹ với những cách làm đẹp khoa học, hiệu quả. Khám phá cuộc sống của những gương mặt đẹp trên sàn catwalk. Tư vấn khắc phục nhược điểm để bạn có được một phong cách đẹp hơn. Đón xem chương trình Đẹp Cộng 3 chấm để tìm thấy bạn với một hình ảnh mới đẹp hơn, thời trang hơn. Đẹp Cộng 3 chấm phát sóng 15 giờ chủ nhật trên VTC1 và 22 giờ thứ ba trên VTC4. Các bạn thân mến, nếu như các bạn không để ý thì rất khó để các bạn có thể biết được trong
một năm thì có một tháng đặc biệt được gọi là tháng an toàn giao thông. Hiện nay thì các nguy cơ tai nạn có thể xảy ra bất cứ đâu và bất cứ lúc nào. Chính vì vậy có một tháng để nhắc nhở chúng ta ý thức hơn trong việc điều khiển phương tiện giao thông là không có gì đáng ngạc nhiên phải không Phượng? Tất nhiên là thế rồi. Và trong tháng này thì một trong lực lượng đi đầu trong những hoạt động của chúng ta đó chính là học sinh sinh viên, chính là giới trẻ chúng ta. Trong thôi về hôm nay thì chúng ta hãy cùng xem